Vâng, thưa giáo sư, chú đã viết hai quyển sách rồi, nhưng cuốn Huska và Bả Hồng là cuốn đầu tiên chú dịch. Dù dịch sách là phải sát với bản gốc nhất có thể, nhưng vẫn phải viết lại một câu chuyện là báo sang một thư tiền khác. Vậy có bao giờ chú đã cảm thấy mình cũng là tác giả của quyển sách này không ạ? Không, chú không cần phải tác giả đâu. Chú cũng khi mà chú dịch quyển sách này chú đọc, chú rất là thích. Có một sự chia sẻ với cả tác giả và các nhân vật nữa. Thì khi dịch sách thì cố gắng làm sao dịch cho chú thành nhất, tức là dịch về cả cái nguyên bản, cả trong cái ý nghĩa, trong chung ý nghĩa và trong cái cách diễn đạt, không cách hình dung. Trong những cuộc phiêu lưu vào thế giới văn chương, khi viết sách cũng như khi dịch cuốn Huska và Bả Hồng, chú bao giờ cũng đi cùng với một người bạn đường, nào là Nguyễn Phương Văn, nào là Văn Việt, nào là Nguyễn Thế Oanh. Có phải là chú sợ bị lạc đường trong những dòng chữ không ạ? Không sợ bị lạc đường, nghĩ là làm cái gì mà có cái bài này làm nó vui hơn. Đi thì công việc nó sẽ vui hơn, thì bất chất thì cuộc sống, thì hạnh phúc cuộc sống cũng là một sự chia sẻ. Và khi mà có một cái công việc chung là mình cảm thấy rất là vui. Cái thứ hai nữa là thời những công việc này khi chúng bắt đầu làm rất là thích, tức là hăng hái. Nhưng mà vì chúng có nhiều việc khác nhau nên là nhiều khi mình bị cuốn việc khác mất, rất cần có một người bạn đường cùng làm để cùng làm với mình, nhiều khi là tiếp xúc cho mình, nhiều khi là rục rã thúc giục mình. Cái chết của một đứa trẻ là một chủ đề rất nhạy cảm trên thế giới và ở Việt Nam. Vậy theo chú, tại sao cuốn sách này lại được các bạn đọc tiếp nhận rộng rãi như vậy? Trong truyền thống Việt Nam ấy, thì khi mà có một cái vấn đề đau đớn thì người ta nên tránh nói chuyện đó, hoặc là để cho cái nỗi đau nó chìm dần đi, dùng cái sự lãng quên để cho là xoa dịu nỗi đau. Giống cho tới như chuyện chiến tranh ấy, thì người Việt Nam không biết nói chuyện chiến tranh, không muốn nói nữa được. Hay trong chuyện gia đình cũng có một cái chuyện buồn đó, người ta thường không nhắc đến nữa. Thế thì đối với cái chết thì ừ. Trong chuyện này thì cái cách tiếp cận của tác giả là ngược lại, để cho một đứa trẻ tự nói về cái chết của mình. Cái đấy là một là cái điểm rất lạ đối với cả những cái bậc giả Việt Nam, và người ta cũng thấy là thực ra là khi mà biết cách nói, biết cách biểu đạt về những cái sợ hãi, những cái bi kịch nhất của đời mình một cách vừa là dũng cảm vừa là trung thực. Nhưng mà cũng vẫn nhẹ nhàng, không cường điệu quá, thì cũng là một cách để cho cái chấp nhận được nỗi đau hơn, chấp nhận nỗi đau dễ dàng hơn cho cả đứa trẻ và cho những người xung quanh. Trong cuốn sách Huska và Bả Hồng, dù không khi nào xuất hiện nhưng Chúa vẫn là một nhân vật hết sức quan trọng. Vậy chú đánh giá thế nào về nhân vật này ạ? Chú thích ở việc này ở chỗ là chú là một nhân vật cần thiết nhưng Chúa không nên xuất hiện. Vâng. Chúng ta chỉ nên hỏi Chúa, truy vấn Chúa chứ không nên chờ đợi một câu trả lời của Chúa. Vâng. Huska là một đứa trẻ suy nghĩ một cách rất đúng đắn và sâu sắc. Vậy có khi nào chú cảm thấy Huska quá trưởng thành so với một đứa trẻ mới 10 tuổi không ạ? Chú nghĩ đến ai đọc đầu tiên cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà khi đọc một vài lần thì hiểu một vấn một chuyện rất đơn giản, tức là Huska khác với những người xung quanh, bố mẹ mình hay là các bác sĩ, là có lẽ Huska đã chấp nhận được cái chết của mình rồi. Khi mà chấp nhận được cái sự thật như vậy thì có lẽ suy nghĩ của Huska nó sẽ mạch lạc và trung thực và dũng cảm hơn. Chính vì thế nên là trong câu chuyện này chính là cái bà áo hồng giúp Huska, và Huska thì đã giúp mọi người để chấp nhận cái sự thật.